Good morning. Chào mừng các bạn đã tới kênh YouTube của Ngọc và Phong nha. Hôm nay là ngày N thứ N ở Việt Nam. Thì buổi sáng, nói buổi sáng chứ giờ này cũng trưa các bạn. Thì Ngọc đi lên lầu để thăm cái vườn cây nho nhỏ của ba Ngọc. Đây. Đây là hình cưới của Ngọc và Phong này các bạn. À, còn đây là hình của Ngọc lúc nhỏ, ba mẹ Ngọc nè. Em gái của Ngọc hồi còn nhỏ nên nhìn dễ thương lắm. Em nó dễ thương mà cố luôn. Hồi Ngọc nè, Ngọc lúc nhỏ xíu nhìn Ngọc giống con trai dễ sợ các bạn. Ba của Ngọc, trên đây là phòng của ba Ngọc các bạn. Ở trên lầu, ba thích riêng tư, sự riêng tư á, của ba vậy đó. Cũng có cái võng sơ sơ ở nhà. Cái phòng của ba cũng có cái võng nha. Nằm, hồi bữa bị té võng lần rồi các bạn. Nằm ngủ ngon quá, xong rồi té võng luôn. Này có giường đó, thì bây giờ đây mảnh đất nhỏ nhỏ của ba Ngọc ở đây, Ngọc sẽ đi ra ngoài quay cho các bạn coi nha. Ngọc muốn giới thiệu cho các bạn biết cái vườn cây nhỏ nhỏ của ba Ngọc. Để Ngọc coi có những gì, coi ba trồng gì nha các bạn. Đây, wow, từ bây giờ Ngọc đi từ phải qua trái nha các bạn nha. Đây bên đây thì Ngọc thấy là có cây gừng này các bạn. Cái vườn nhỏ nhỏ thôi mà ba cũng trồng đủ thứ rồi các bạn. Đây cây gừng nè, kế bên cây gừng là có cái tắc nho nhỏ, cũng có trái lai rai nha. Em cũng có em lai rai nè. Đó, trái tắc chua, tắc này Ngọc thích lắm nè các bạn. Em u có mấy em này nhỏ xíu nữa nè, đang chuẩn bị lên luôn, cưng không? Đó, rồi ở trên là cái gì đây? Ở trên là hình như là cây khổ qua các bạn ơi. Ba chồng khổ qua đừng cho nó leo leo trèo á các bạn. Đó, nhìn đi. Hơi bị chói nắng ha, các bạn ha. Này, còn mấy cái chậu này là chậu gì Ngọc không biết, chậu này là chậu gì luôn, ba chồng chậu này chậu gì Ngọc không biết. Ngọc chỉ biết những cái cây nào mà Ngọc biết thôi nha các bạn. Ngọc quay sơ sơ các bạn coi những cái cây Ngọc biết thôi nha. Đó, thấy hủ qua leo lai rai các bạn, giống như là cái miếng sáo vậy các bạn. Ba Ngọc cũng làm cái này để cho che lại cho nó bớt nắng các bạn. Wow, hủ qua bự lắm nè các bạn ơi, có nhiều trái hủ qua bự lắm đây nè. Em nè, em lòi ra nè, cưng chưa? Bên này nữa nè các bạn. Ui trời ơi, Việt Nam thích thiệt á. Khí hậu Việt Nam tha hồ mà mình trồng cây ha các bạn ha. Ngọc có coi video của Ngọc, của chị Cẩm Ly á, ở trên lầu của chị Cẩm Ly á, cũng cũng quá trời trái cây luôn. Trồng đủ thứ cây sạch hết luôn. Này, hủ qua nè, có trái nhỏ xíu xíu nè các bạn. Ôi trời ơi, em nhỏ mà em đã bị vàng rồi các bạn ơi. Chắc Ngọc, ba Ngọc thiếu phân thiếu gì đây. Ở trên có mấy trái bị vàng hết rồi các bạn ơi. Đây nè, vàng hết rồi. Cho ba Ngọc để làm giống luôn. Ra bông quá trời luôn nè, em ra bông quá trời luôn. Cây lan nha, cây lan ba Ngọc nói cây lan này ba thích lắm luôn. Nhưng mà bây giờ nó còn có một cái nhánh bên này thôi, để Ngọc kêu ba làm lại cái cây lan này cho nó sống nha các bạn. Bên đây Ngọc có cây mai nữa nè, cây này là cây mai nè. Rồi bên này có gì đây? Cây ớt. Cây ớt có trái không đây? Có bông nè, cũng có trái nè, trái lai rai các bạn ơi. Này, hủ qua leo qua tới bên đây luôn hả? Đu đủ nữa. Đủ ở đây mà trồng đủ gì trời, ba thiệt tình á. Cây cóc các bạn ơi, cây cóc Thái giống như Ngọc ở bên Mỹ nè. Ngọc có trồng cây cóc nè, đây có một chùm ở trong này. Ú chà cha, ú bô đét bô đét bô đét nha, quá trời ngon luôn. Nhỏ xíu, cây nhỏ xíu mà trái bự như vậy. Đi lên đây coi có trái gì nữa không. Wow, mọc đầy ở ngoài luôn kìa các bạn. À, bên này một bên đó kìa, em nhỏ nhỏ thôi. Ô nhưng mà ở đây có, ngoài đây có nguyên chùm bự nè các bạn, không biết các bạn có thấy không chứ Ngọc thấy nè. Một dáng cho bạn coi nha. U đen 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 nè, bên này đó, một chùm nằm bên đó luôn, ở ngoài đó đó. Tí nữa Ngọc hái coi sao nha, sao hái được ta, nguyên một chùm bự nằm ngoài đó luôn kìa bác đó, đã chưa. Ba Ngọc khoái trồng cóc nè. Úi trời ơi, nguyên chùm luôn. Đã vậy. Cóc Thái các bạn ơi.
Đây, em đây, hôm nay em cũng to lắm rồi nha. Chà, nhiều dước vậy. Rồi cái này mình làm gỏi thái được rồi các bạn. Wow, coi nè. Cây nhỏ xíu ôm nhôm nhách mà chùm 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 luôn các bạn, thấy chưa? Đã không? Nhức nhói. Wow, em còn mọc trên đây nữa nè các bạn. Đó, đầy luôn nè, mai mốt em sẽ ra nha. Bên đây Ngọc, bà Ngọc có cây mai nằm sát vách luôn. Nhà hơi chật nha các bạn, nhỏ xíu nên ba trồng rón rén thôi. Tại vì ba Ngọc trồng á thì không bữa giờ cũng hái nhiều, nhưng Ngọc nói ba nhớ chưa lại đó, để đó cho Ngọc, Ngọc về Ngọc sẽ hái. Giờ Ngọc sẽ coi cái những cái trái hoa nào bự bự Ngọc hái cho ba nha. Cái này nhỏ quá. Cái này được. Một trái hũ hoa nè, dễ thương ngon. Cái này có một trái nữa nè. Thơm á. Hoa này là hũ hoa gì vậy các bạn? Thơm á. Thơm phức à. Sẽ để ở đây nha. Thì từ từ mình thu hoạch được bao nhiêu trái nha các bạn. Thu hoạch được bao nhiêu trái nè, để Ngọc coi coi. Hoa này nó nằm ở trong á các bạn, nó nằm ở ẩn ở trong, nhiều khi mình không có thấy được, mà cái mò nó mới thấy được, nó nằm ở trong cuối rồi. Chè này các bạn, để Ngọc bỏ xuống đây để cho ba Ngọc lên gieo giống lên nha. Cái này cũng vàng nữa nè. Bỏ xuống đây cho ba Ngọc lên giống các bạn. Không ăn kịp có nó bị vàng quá xíu xíu hái luôn chứ để nó vàng các bạn cũng lắm chụp cóc rồi các bạn dễ thương ngon em dễ thương quá trời luôn nè Ngọc sẽ hái nha. Bây giờ Ngọc sẽ hái cái chùm cóc ở ngoài đó nha bạn, xa lắm đó. Nhiều quá wow, đóng luôn này các bạn nhiều lắm được một dĩa gỏi cóc luôn này các bạn một dĩa gỏi nha. Đây còn một chùm ở đây nữa các bạn ơi. Bây giờ Ngọc nghĩ là có nên hái hay không, chứ Ngọc thấy nó cũng còn nhỏ quá. Ở đằng kia thì trái bự, ở đây thì Ngọc thấy nó hơi nhỏ một tí. Chắc mình phải lựa trái nào bự bự chút mình hái ha. Đây trái này hái được nè. Trái bự thì hái, còn trái nhỏ thì đừng hái, để dành mai mốt hái tiếp. Trái này to không? Kiếm trái to mình hái đi các bạn. Để vô mình làm đủ một dĩa gỏi cóc mình ăn thôi. Mình trái bự nè. Đó. Chắc đủ rồi quá. Thì đây là thành quả của Ngọc vừa hái xong đây các bạn, được có bao nhiêu đây thôi nè các bạn. Mà hả? Mấy bữa nhiều lắm nhưng mà ba Ngọc hái xuống bớt rồi các bạn, tại vì không có đợi Ngọc được. Lúc nào Ngọc cũng đi về Việt Nam á, các bạn biết Ngọc đi chơi rồi đi ăn uống quay video cho các bạn coi. Hơi bị không có thời gian các bạn. Hôm nay mới được lên cái khu vườn nhỏ của ba để quay được một dĩa cóc và hủ qua cho các bạn xem nè. Đó, Ngọc mới hái tức thì trên cây xuống luôn. Đó,
nhìn đẹp dễ sợ. Cái này á ở ngoài chợ bán đầy, nhưng mà cái này là cái công sức của ba Ngọc trồng. Em bạn ơi, Ngọc có được mấy trái dừa nè, bây giờ ông anh cho mỏng anh ác dễ sợ luôn á, cho mỏng mấy chị chặt sẵn giùm cho Ngọc đi hết, để cho Ngọc chặt nè, Ngọc không biết chặt đâu, chặt nãy giờ luôn á. Ông anh Ngọc nói là một cây có mấy trái à, hả ba? Ngọ vậy ba? Thì Nó không uống được nhiều nước. ủa bé già thích uống dứa mà ba, thôi vậy hả? Thế nhưng mà em Có mấy trái dừa mà hai cha con trộn rộn rồi, các bạn thấy không, hai tay nó rụng rời luôn ông ngoại ơi. Người ta nói câu này hay nè, muốn ăn phải lăn vào bếp nè, lăn vô hơi bị ngỏi tay lết á. Thì Ngọc chặt thử một trái, Ngọc uống vậy liền nha các bạn, công sức của Ngọc. Cái này hình như phải đặt vậy. Úp cho con một cái hút nữa mút. Để con thử coi cái dừa dứa nó ra sao. Wow, ngon, mời các bạn nha. Cái vừa mới cũng hai hớp hết bạn. Ủa, làm gì đi, lâu tôi đang hẹn các bạn vào clip sau, bye bye.